Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay vẫn tiếp tục mưa phùn, mưa xuân, kèm theo một chút nồm ở miền Bắc. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái cây hoa có tên là hoa phì gió. Đây, hoa thì nở hết rồi và nó rất là thơm các bạn ạ. Mấy hôm nay nó mưa đâm ra cái cành nó rã xuống, không thì nó thẳng lên rất là đẹp, rất là tiếc. Do mình không cắm giàn cho nên là nó đang phát triển tự nhiên, nó rã xuống này. Cây này nhân giống bằng cái chiết nhé các bạn nhé. Hôm có bạn hỏi là dâm cành có sống không. Tuy nhiên là nếu mà thuốc kích rễ cực mạnh mà dâm vào cát thì cơ hội sống vẫn có, nhưng mà nó thấp. Chủ yếu là chúng ta chiết. Ở bên kia mình có chiết một cành, chiết một cành ở cái cây này ra, mình trồng ở bên kia. Đấy, nếu các bạn yêu hoa thì hãy trồng cái cây này nhé. Loài hoa kỳ gió này rất là thơm. Thơm lắm ấy. Ban đầu nó nở thì nó nở màu tím, sau đó nó chuyển dần thành màu trắng. Đây các bạn nhìn cái nụ tím này. Đấy. Và hoa này nó có rất là bền, nó có thời gian cái hoa này nó tồn tại khoảng một tuần. Một tuần nó mới tàn. Này, tan nó rụng xuống rồi. Đấy các bạn nhìn này. Ở đây mình trồng vào một cái chậu cao. Các bạn có thể trồng cái chậu lớn một chút để cho nó đủ đất. Nhiều bạn hỏi là làm thế nào để nó được có hoa, sai hoa. Thứ nhất là cây này nó cần ánh sáng cực mạnh nhé các bạn nhé. Tức là ánh sáng ngoài trời, không có mái che, không dưới bóng cây nào cả. Cái thứ hai là các bạn không nên bón nhiều quá. Tốt quá nó cũng không có hoa. Và ẩm quá nó cũng không có hoa. Nó như kiểu hoa giấy, nó phải khô khô cằn cằn một tí nó mới nhiều hoa. Đấy các bạn nhìn này. Quá đẹp, quá chất luôn đúng không? Nếu các bạn yêu thích thì hãy trồng cái cây hoa này nhé. Mình thấy nó rất là hay. Quá đẹp luôn. Cái hoa này mình để cạnh cái bể cá. Bể cá coi. Đấy, những con cá coi đang bay lượn lờ. Ngửi cái mùi hương thơm của hoa này không chịu được, đang lượn lờ. Lượn lờ lại gần đây này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Chúng đang lượn lờ lại gần đây. Quá tuyệt vời luôn. Rất là đẹp, rất là chất. Chất như nước cất luôn. Ok, xin cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà nhé.